Rồi chào các bạn nha. Thì hôm nay mình chuẩn bị giao dúi nè. Bây giờ là trời đã tối đó, tầm khoảng là 6 giờ nha các bạn đó. Nếu mà các bạn ở gần á, thì đi giao dúi ở cái khoảng thời gian này á, nó rất là mát và con dúi nó rất là thích. Và chúng ta không, con dúi nó không có bị mệt đó. Nhưng mà ở cái video này á, tôi cái vấn đề chính tôi muốn nói là cái cách làm sao các bạn để vận chuyển dúi nha. Tại các bạn có thể đi xe máy mà đi ban ngày đó thì các bạn cần lưu ý, còn các bạn đi ban đêm như thế này thì cũng không không đến mức độ nào rủi ro đó. Thì đầu tiên các bạn sắm cái xe ha, xe thồ đó, làm cái ba ga phía sau các bạn giao dúi. Ngoài ra các bạn để dùng để chặt tre, chở tre chở mía gì cũng được ha. Cái xe như thế này đừng đi xe tay ga nha các bạn, tổn hao lắm đó. Rồi các bạn làm cái ba ga như thế này đó. Rồi sau khi mà các bạn đưa dúi vào từng cái lồng như thế này thì các bạn để cho nó có thể là mỗi con một cái khoanh bắp chẳng hạn, nếu không có bắp thì mỗi một con một thanh thanh tre, hoặc một thanh cỏ dôi, hai thanh cỏ dôi đó, hoặc là một thanh mì ha, cái gì cũng được. Các bạn cho nó để nó gặm trên cái đường mà di chuyển, nó không bị mất nước. Thì các bạn làm như thế này nè, tức là để cái chuồng lên, sau đó các bạn lấy cái bao như thế này đó, các bạn vòng quanh theo cái chiều dọc như thế này ha, đừng có làm theo chiều ngang. Các bạn làm theo chiều ngang thì đây nó hở, ở đây nó hở thì khi các bạn chạy là gió nó lùa trực tiếp vô dưới, nó rất là dễ bị mệt ha. Làm như thế này thì hai bên đây nó có cái thông khí, cho nên con dúi nó rất là dễ chịu ha, là nó không bị mệt con dúi đó, chứ đừng có làm theo chiều kia. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi mà các bạn vận chuyển vào ban ngày thì nó vướng của vấn đề như thế này, là có thể mặt trời nó chiếu ở bên đây qua hoặc là bên kia chiếu lại, thì các bạn đem theo một cái bao nữa đó, là các bạn nó chiếu bên đâu thì các bạn lấy, các bạn che lại bên đó. Bởi vì á, nguyên tắc là không có cho ánh nắng trực tiếp chiếu vào con dúi đó, nó có thể chết đó, có thể bị sốc nhiệt rồi bị đau mắt đó, rất là nguy hiểm. Nhiều bạn không lưu ý cái vấn đề đó không, cứ để như thế này đi mà không biết là mặt trời nó chiếu trực tiếp vào hai bên góc bên này nè, thì các bạn vận chuyển một lần là các bạn sẽ biết ít nhiều gì là nó chiếu một bên ha. Tùy nó chiếu bên đâu thì các bạn đậy ở bên đó ha, đậy cũng đậy vừa vừa thôi, đừng có đậy kín đó. Thì khi mà nuôi dúi thì các bạn đi giao dúi ít nhất chúng ta phải có một cái chiếc xe như thế này đó, khi mà chúng ta giao ít và cái quãng đường của nó cũng trong tỉnh thôi. Còn đi ngoại tỉnh thì các bạn bắt buộc là chúng ta nên là giao bằng xe hơi có máy lạnh thì con dúi nó mới khỏe được nha các bạn đó. Thì đây là cái cách mà tôi chia sẻ đi khi mà chúng ta đi giao dúi giống. Còn thường mà gần thì tôi lựa chọn cái giờ này nè, giờ này là tôi hay đi tầm 6 giờ 7 giờ cũng được đó, rất là mát mẻ dễ chịu, mình cũng vậy luôn nữa ha. Rồi video đây là mình xin tạm dừng nha. Rồi các bạn mà có đi giao dúi á, các bạn lưu ý mình dùm vấn đề này để mà tránh cái hao hụt không đáng có đó. Thì khi mà các bạn giao dúi không rớt chừng con thôi không cũng mất cũng bộn tiền rồi ha. Cho nên đây là cách mà hạn chế cái rủi ro không đáng có nha. Rồi chào các bạn.